Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái cây hẳn là cực kỳ quen thuộc với mọi người và là đặc biệt là giới văn phòng nha mọi người. Thì cái cây đang em đang đứng bên cạnh đây đó chính là cái cây trầu bà đế vương mọi người ơi. Đó, mọi người nhìn thấy cái thân của nó là cái loại ấy, thân đang tỏa ra rất nhiều cái nhành lá đẹp như thế này đúng không? Cái thân của nó cũng một cái màu đặc trưng. Đó. Cái tên trầu bà đế vương nó bắt nguồn từ đâu và cái công dụng đặc điểm của cái loại cây này như nào thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay nha. Thì nếu mà mọi người đang tìm hiểu cho mình một cái cây trầu bà đế vương hoặc là một cây để văn phòng trong văn phòng hoặc trong phòng khách thì mọi người đừng nên bỏ qua cái video này. Thì trong cái video này thì em sẽ giới thiệu đến mọi người tất tần tật những cái công dụng ý nghĩa hay là cái vị trí đặt và cách chăm sóc của cái dòng cây đặc biệt này thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu chi tiết nhé. Thì trong cái này thì cái cây trầu bà đế vương này thì nó là một loại cây cảnh vô cùng được yêu thích bởi nó có rất là nhiều ý nghĩa và công dụng. Vậy vì sao nó lại được coi là một cái loại cây yêu thích như vậy? Thế thì mọi người trước hết là về đặc điểm ý, thì trầu bà đế vương này thì nó là một loài cây đấy, thân thuộc họ loại như mọi người nhưng mà thân của nó khá là to đây, cái cuộn lá của nó khá là cứng cáp mọi người ơi. Thì cái cây này nó là một loài cây rất là thích hợp để trang trí trong các cái thiết kế nội thất, là đặc biệt ý, nó mang cái ý nghĩa may mắn, tiền tài và sự thịnh vượng công danh trong sự nghiệp, nên là những người trong giới văn phòng cực kỳ ưa thích và những cái tín đồ phong thủy mê cây cảnh thì không thể bỏ qua được cái cây trầu bà đế vương này. Nó còn đem lại những cái quyền lực và sự công danh trong sự nghiệp cho người gia chủ trồng nó. Thì cái cây loại trầu bà đế vương này nó có hai màu cho mọi người, ngoài cái màu đỏ đậm và thẫm này ra ấy, thì nó còn có một cái màu đó chính là trầu bà loại màu xanh cho mọi người, bên là một loại trầu bà đỏ, còn có cả loại trầu bà xanh nữa. Thì những cái loại trầu bà xanh ý, thì lá của nó hầu như là sẽ màu xanh và thân của nó cũng như thế. Còn đây là một loại trầu bà đỏ, đây nó đang ra những cái mầm đỏ cực kỳ đẹp luôn mọi người, đỏ thẫm nhìn được rất là nổi. Còn cái bộ lá của nó ra thì nó cũng thêm một chút cái phân màu đỏ nữa, nên đây là cái đặc điểm đặc trưng của loài cây này. Thì mình có thể phân biệt được hai cái loại trầu bà, đó là trầu bà xanh và trầu bà đỏ. Thông qua những cái đặc điểm của chúng đó là về cái thân này, cái màu lá đó. Thì cái trầu bà đế vương đỏ này này thì nó là một loại cây thân thảo thuộc dạng rất là lớn nha mọi người. Đây là một loài thực vật không có thân cây và có những cái chiếc lá to như này, lá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 25 cho đến 30 cm tùy vào sự trưởng thành của cây này. Thì khi đang những chiếc lá non ấy thì đây cái phần mặt sau của nó sẽ thiên về một chút màu đỏ nâu này, và cái phần trên của nó này đó những chiếc lá bạc to cực kỳ đẹp luôn, trồng trong những cái chậu sứ to và đặt ở trong trước ban công hoặc trước nhà thì cực kỳ sang, làm cho cái ngôi nhà của mình thì nó sẽ tô điểm thêm này. Thì cái cây trầu bà đến lúc này nó khi khi mà nó sinh trưởng ấy thì cây nó sẽ đang nở ra từng cái cụm trắng và vươn thẳng lên trời. Chiều cao của cây này có thể lên đến tận khoảng 1,5 m lận, bởi vì cái cuống lá của nó rất là dài và khỏe nên là chiều cao của nó có thể cao hơn nữa. Nhưng mà cái cây này thì nó sẽ có chiều cao tận khoảng là tầm 1 m cho mọi người, là tính cả lá cho mọi người đó, chiều cao của nó có tầm đấy. Nhưng mà cũng khá là thích hợp để mọi người trồng để nội thất hoặc là để trước sẵn đó, đều rất đẹp nha mọi người. Về ý nghĩa của cây trầu của bà đế vương này thì nó được yêu thích không chỉ bởi vì cái vẻ đẹp sang trọng quý phái và những cái ý nghĩa tốt đẹp mà nó mang lại, thì nó còn mang cái rất là nhiều ý nghĩa đẹp trong phong thủy. Đó là theo những cái quan niệm trong phong thủy ngũ hành ý, thì cái cây trầu bà đế vương này rất phù hợp với những người mệnh mộc nha mọi người. Những người mệnh mộc mà trồng được cái cây trầu bà đế vương này thì sự may mắn, tiền tài, thịnh vượng, tài lộc hay là công danh sự nghiệp đều giúp cho họ được thăng tiến này, giúp cho gia chủ thuận lợi trong những cái công việc làm ăn và mọi sự phát đạt này, nhiều may mắn, thịnh vượng đó.
Thì ngoài ra ấy, về cái cách trồng và chăm sóc cái cây trầu bà đế vương này thì cẩn thận thì sẽ cây sẽ sinh trưởng khá là tốt và có khả năng sống rất là lâu mọi người ạ. Thì trồng được tốt thì đương nhiên là nó đi đôi với cái ý nghĩa của nó thì tiền tài ắt sẽ đến với mọi người, bởi vì mọi người trồng cây tốt thì tiền tài sẽ luôn được vững bền đó. Nhưng mà nếu để cây héo rũ thì gia đình sẽ gặp phải những điều không thuận lợi và nó không may mắn, thì mọi người nên biết cách và tìm hiểu cách chăm sóc của cái cây này nha, bởi vì cái ý nghĩa của nó cực kỳ đẹp đó mọi người, bởi vì có ý nghĩa mang đến nhiều tài lộc may mắn. Và cái loài cây này nó thường được dùng để làm cho các cái quan tặng như là khai trương nhậm chức hay là tân gia, hoặc là trong những cái dịp chào mừng cái công ty ấy, mọi người tặng cái cây này hoặc là trưng những cái cây này ấy, thì sẽ giúp mang đến nhiều ý nghĩa cho cái công ty của mình hay là cho sự nghiệp của mình đó. Cái cây này thì về cái ý nghĩa sự nghiệp thì nó có góp phần ý nghĩa vô cùng là to lớn nha mọi người. Ngoài những cái ý nghĩa trong phong thủy tốt ra thì cái cây trầu bà đế vương còn có công dụng bất ngờ khiến cho mọi người cực kỳ yêu thích và trồng cái loại cây này ở trong nhà nha mọi người. Trồng cây trầu bà đế vương nó còn có khả năng giúp thanh lọc không khí này, giảm thiểu khói bụi và đặc biệt là làm cho ngôi nhà của mình thêm tươi mới hơn, cái không khí của trong gia đình mình thêm thoáng hơn đó. Trồng những cái cây xanh trong nhà thì mọi người biết nó như một cái ấy máy nó không khí tự động, mọi người nó sẽ giúp cho cái không khí gia đình của mình trở nên sảng khoái này, giúp cho mọi người cảm giác được thư giãn hơn. Thì trồng cái cây trầu bà như thế này đó sẽ rất là giúp ích cho mọi người trong việc giảm thiểu khói bụi. Ngoài ra mọi người cũng nên thường xuyên lau lá cho cái cây này để cây có khả năng thanh lọc không khí tốt hơn nha. Đó thì cây trầu bà đế vương phần này còn có khả năng là giảm điện trường được phát ra từ các thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại hay là các cái bức xạ từ cái thiết bị điện tử đó, những cái đấy thì nó sẽ giúp giảm thiểu được cái đấy có hại cho sức khỏe. Thì mọi người trồng nên và rất là nên trồng những cây trầu bà đế vương này ở trong nhà. Thì cuối cùng ý, việc trồng cây trầu bà đế vương này nó còn giúp cho tạo nên thẩm mỹ quan trong văn phòng, trong nhà hay là ở trong công ty. Nó sẽ đem đến cho cái công ty của mình hay là trong nhà của mình hoặc là ở trong văn phòng của mình có một cái điểm riêng biệt và hút mắt hơn bởi cái màu sắc sặc sỡ của nó, về cái phần màu đậm của nó ấy, mọi người cái màu đậm đặc trưng rất là đẹp, màu của nó sẽ làm nổi bật cả cái văn phòng của bạn luôn. Thì bên cạnh đó ấy, thì điều khiến cây trầu bà đế vương này đặc biệt yêu thích thì vì nó khá là được nhiều công dụng đó. Về cái vị trí mà đặt cái cây trầu bà đế vương này thì dân gian cho rằng là trồng cái cây trầu bà đế vương này về cái hướng phía đông nam là tốt nhất, bởi nó có khả năng là hút được các cái tài lộc, vận khí, sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Thì vì vậy mà bạn nên lưu ý trồng cái cây này trong nhà và cách đặt của cái cây này nha mọi người. Nếu mà mọi người này cái tín đồ phong thủy ít thì mọi người nên tìm hiểu về cái cách đặt hoặc cây trong nhà của mình, thì điều đó sẽ giúp cho cái khả năng phát huy sự may mắn của cái cây này một cách tốt nhất này. Trầu bà đế vương này thì nó có cái gốc bóc sáng nhỏ xinh, vì vậy nên là nó rất là hợp khi được trồng trong chậu và được trưng trên các cái bàn sản công ty. Cái loại này là loại size to, còn một cái loại size nhỏ hơn nữa thì mọi người có thể mua cái loại đấy để trưng trong chậu này, để trưng lên các cái bàn làm việc hay bàn học của mình. Đó sẽ giúp cho một cái góc phòng của mình trở nên đẹp mắt hơn, và nó còn giúp giảm thiểu khói bụi hay là các cái thanh lọc không khí, giảm nhiệt và các từ cái thiết bị điện tử đó. Thì nó có rất là nhiều ý nghĩa công dụng như thế, thì mọi người nên tranh ngay cho mình một cái cây như thế này hay về đó. Ngoài cái cây này ra thì bên em còn có rất là nhiều các cái cây khác thì mọi người có thể tham khảo, như là cái cây bạch mã hoàng tử này đó, hay là những cái cây trầu bà kia đó. Đó cũng là một dòng trầu bà, bởi vì cái dòng trầu bà này cực kỳ có nhiều giống loài khác nhau, nên là một người dân họ thấy hay là những cái dòng trầu bà nhỏ để treo trồng trong chậu nhỏ mini đó, như thế này. Trầu bà vàng, trầu bà xanh hay trầu bà cẩm thạch thì cái dòng trầu bà này cực kỳ nhiều nha mọi người. Nhưng mà mọi người nếu mà mọi người thích thì bên sao room em đều có, thì mọi người đều có thể qua đây để mua nha mọi người, tất cả các cái loại trầu bà, các cái loại trầu bà em vừa nói đó. Thì mọi người cũng
nên thử qua đây để khám phá hơn. Thì cái cách chăm sóc của cái cây này thì cũng cực kỳ dễ, cây này thì nó cũng đặt được ở trong nhà nha mọi người, nó cũng không cần khá nhiều ánh sáng và mọi người nên tưới nước thường xuyên đủ ẩm cho cây, và thi thoảng thì bón cho cây một chút phân để cái cây có thể phát triển tốt hơn. Ngoài ra thì nên thường xuyên lau lá để giữ cái độ bóng mượt cho lá này, giúp cho lá có khả năng hấp thụ dịch tốt hơn. Đó, cái clip hôm nay em xin kết thúc tại đây. Mọi người nhanh tay qua shop em để mua nhiều cây để có được nhiều ưu đãi hơn và nhiều phần quà nha mọi người. Thì bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.